Sau thời gian hơn 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, trong hai ngày 17-18 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã sang khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn và bàn giao kinh phí xây dựng công trình hữu nghị cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Champasak, Lào. Đây là hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2014 đến nay. Bản Sổm Khon, huyện Phong Thon. Từ sáng sớm, bà Vong đã có mặt ở nhà văn hóa bản để được khám bệnh. Bị bệnh xương khớp, huyết áp cao đã nhiều năm nay, nhưng vì giao thông khó khăn, dịch bệnh COVID-19 bùng phát thời gian qua, bà không có điều kiện đến với cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Hôm nay được bác sĩ bộ đội Việt Nam sang đây khám bệnh cho dân làng mình. Tôi và bà con nơi đây rất vui mừng vì được khám và cấp thuốc miễn phí để về uống cho đỡ bệnh. Tôi mong muốn bác sĩ bộ đội thường xuyên sang đây để khám bệnh, cấp thuốc cho người dân bản mình để bớt khó khăn, bệnh tật. Vất vả vì quãng đường di chuyển xa nhưng cán bộ đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tận tình chu đáo đón tiếp người dân đến khám bệnh. Sang Lào lần này là đội ngũ cán bộ y bác sĩ có trình độ, kinh nghiệm. Ngoài khám bệnh tổng quát và cấp thuốc miễn phí, điều trị các loại bệnh thường gặp cho hơn 1.000 lượt người dân, đoàn còn tư vấn cách phòng tránh một số bệnh như là sốt rét, bệnh ngoài da, các bệnh ở trẻ em, phụ nữ. Hướng dẫn người dân biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường, nơi cư trú, thực hiện ăn chín, uống sôi. Đối với người già thì bệnh xương khớp, bệnh ngoài da, bệnh viêm đường ruột. Còn đối với trẻ em thì đa số là bệnh suy dinh dưỡng tỷ lệ rất là cao. Thì chúng tôi đã tổ chức cấp khám bệnh, cấp phát thuốc và tư vấn về cách ăn ở, ăn uống vệ sinh khoa học để làm sao để cho phục vụ sức khỏe tốt cho nhân dân ở địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Champasak xây dựng công trình hữu nghị hội trường biên giới năm 23. Trao kinh phí sửa chữa nhà và tặng 150 xuất quà gồm một số nhu yếu phẩm cho các gia đình nghèo ở huyện Phong Thon. Tổng kinh phí được thăm tặng quà khám chữa bệnh cấp phát thuốc lần này trị giá 500 triệu đồng. Huyện Phong Thôn chúng tôi có 9 bản, đa số điều kiện kinh tế giao thông còn rất khó khăn. Người dân nơi đây rất ít điều kiện để được tiếp cận cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Thay mặt lãnh đạo cũng như nhân dân huyện, chúng tôi rất phấn khởi và chân thành cảm ơn khi được các bạn sang thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc. Chuyến thăm của các bạn đúng dịp hai nước chúng ta đang kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Lào. Tôi thấy càng ý nghĩa hơn rất nhiều. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy sẽ thường xuyên qua thăm để và giúp đỡ cho người dân ở các vùng xa của tỉnh Champasak và đặc biệt là cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Champasak để vượt qua những khó khăn. Chuyến đi có ý nghĩa thiết thực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Đây là dịp để chia sẻ khó khăn với người dân, tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần xây đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Champasak nói riêng và hai nước Việt-Lào nói chung.